lời nguyền ám ảnh của Lý Huệ Tông với nhà Trần. Năm 1226, khi bị Trần Thủ Độ bức ép kết thúc cuộc đời ở chùa Trần Giáo, vua Lý Huệ Tông đã khấn rằng: "Thiên hạ nhà ta đã bị mày cướp mất, nay lại còn hãm hại ta, mai sau con cháu nhà mày cũng phải chịu như thế." Nói rồi liền thắt cổ ở vườn sau chùa. Cũng theo chính sử, cuối thế kỷ thứ 19 thì vua Trần Thuận Tông đã phải rơi vào cảnh hệt như Lý Huệ Tông. Tháng 4 năm 1399, Hồ Quý Ly ép Thuận Tông phải đi tu đạo ở quán Ngọc Thanh, thôn Đạm Thủy và sai Sa Kỵ thượng tướng quân Phạm Khả Vĩnh đem thắt cổ cho chết. Trước sự trùng hợp như vậy được ghi chép trong chính sử thì hậu thế đều tin rằng lời nguyền của Lý Huệ Tông với nhà Trần là linh ứng.